Xin chào tất cả mọi người, mình là Helen đây. Và ngày hôm nay thì Helen rất là vinh dự và may mắn khi là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm dòng sản phẩm mới của Androt. Và như bạn biết, thương hiệu Androt thì không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Pháp và rất chất lượng. Khi mà gần như tất cả các nguyên liệu của Androt sử dụng và làm ra những sản phẩm, đó là nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất đến từ những cái khu vườn mà chất lượng nhất trên thế giới mọi người ạ. Đầu tiên thì Helen sẽ testing dừa và lá dứa. Trời ơi, nghe cái tên là đã muốn thưởng thức luôn rồi, đã muốn ăn nó luôn rồi mọi người ạ, thơm lắm. Mà các bạn biết không, khi mà mới mở nắp dòng sản phẩm ra thôi là Helen đã ngửi thấy cái mùi thơm đặc trưng của dừa. Trời ơi, thật là tuyệt vời, thơm lắm. Mấy các bạn ạ, nếu mà ai mà không sự thử cái dòng sản phẩm này thì quả thật là trời ơi, rất là phí đó mọi người. Mọi người có nhìn thấy cái màu xanh của nó rất là hấp dẫn không ạ? Trời ơi, rất là xinh. Và tiếp theo thì Helen sẽ đổ cái quỷ đỏ rung rung ra nhá. Wow, màu này là màu của chuỗi ngọc á mọi người, màu đỏ, màu hồng nhẹ á, nó rất là đẹp. Trời ơi, đây là hai cái dòng sản phẩm mới này. Và bây giờ thì Helen sẽ test hai dòng sản phẩm này nhá. Wow, mùi thơm này sẽ đến từ, các bạn tưởng tượng như là mùi cốm sữa mà vào mùa thu Hà Nội á. Cái đặc biệt mà Helen thích cái này, các bạn nhìn này, đây là rất nhiều những cái sợi dừa nạo tươi. Trời ơi, sợi dừa nạo này kết hợp với cả lá dứa, trời ơi, nó đặc quánh lại như thế này không à mọi người, rất là thơm. Không bị quá ngọt mọi người ạ, và rất là dễ ăn. Mà Helen nghĩ nhá, dòng sản phẩm này không những pha đồ uống nó thích hợp nữa, mà chúng ta có thể về chúng ta trộn với cả Jaggers này, chúng ta trộn với cả hoa quả tươi này, chúng ta làm ice blend đá xay này, chúng ta ứng dụng được. À, hoặc là chúng ta có thể phết lên bánh này để chúng ta ăn này, và chúng ta ứng dụng được rất nhiều những cái món đồ ăn đồ uống vào của cái dòng sản phẩm này, thì Helen nghĩ rằng nó rất là thích hợp. Không những người lớn chúng ta thích đâu, mà các bạn trẻ con á cũng rất là thích nha mọi người, vì nó thơm lắm mọi người. Ôi trời ơi, Helen mê quá. Tiếp theo thì Helen sẽ thử. Wow, các bạn ơi, mùi thơm của cái mứt juju bưởi hồng này á, nó như ô mai ấy, mùi như kiểu các bạn ăn ô mai. Và cái điều đặc biệt đây này, Helen nhìn ở trong này, Helen rất là thích. Các bạn biết là cái gì không ạ? Các bạn vẫn nhìn được nguyên cái tép bưởi tươi luôn đó. Cái tép bưởi tươi của cái quả tươi thì chứng tỏ là hàm lượng hoa quả tươi có trong cái sản phẩm Chunky mới này nó rất là cao. Bình thường một sản phẩm của Chunky á, hàm lượng hoa quả tươi nó lên 45% hàm lượng hoa quả tươi rồi các bạn. Thì cái juju bưởi hồng này nó phải, Helen nghĩ là chắc phải hơn nhé, tại vì là gần như toàn tép bưởi không thôi. Mà cái màu sắc của nó này, cái vị nha, cái vị của nó rất là lạ mọi người ơi. Cái vị này mà Helen nghĩ là vị của bưởi hồng juju, nó sẽ thích hợp để pha những cái đồ uống như là trà hoa quả này, hoặc là những cái món các bạn topping lên yogurt này, hoặc là những cái món đồ cocktail có cồn mà nó có vị lạ lạ tí mà kết hợp cùng với rượu gin ấy, thì cũng sẽ rất là thích hợp nha, tại vì cái mùi này nó khá là thú vị các bạn ạ. Rồi, đây là hai cái câu chối, ôi hai dòng sản phẩm này thì Helen không thể chê vào đâu được nữa các bạn ơi. Nào sẽ cùng theo chân Helen xem là Helen sẽ pha món gì ngày hôm nay nhá. Nguyên liệu chính của đi cocktail ngày hôm nay thì Helen sẽ sử dụng nguyên liệu chính đó là rượu rum nha mọi người, rượu rum trắng. Helen sẽ sử dụng 40ml rượu rum trắng, 10ml rượu Malibu, 5ml blue curacao. Các bạn biết vì sao mà Helen sử dụng blue curacao trong này không ạ? Vì là Helen sẽ biến cái màu vàng trở thành một màu xanh lá cây, tựa như là màu của lá pandan vậy á. Một chút xíu để lên tạo màu nha. 60ml nước dừa, 40ml nước cam nha mọi người. Và không thể thiếu được đó chính là ta-da, dừa là dừa. Và dừa là dừa thì Helen sẽ sử dụng 35ml nha. Ôi nó rất là thơm luôn á mọi người ơi. Các bạn ơi, sản phẩm Chunky khi mà được ra cái túi mà được bao bọc bởi lớp vỏ inox như thế này ấy, và hoàn toàn nó không có chất bảo quản, cho nên rằng là những dòng sản phẩm này nó cực kỳ là an toàn cho người sử dụng nhé mọi người. Cho mọi người phải lo là trẻ con có uống được không nhá. Đó. Người đã theo dõi video của Helen, và nếu như mọi người muốn tìm mua những dòng sản phẩm của Chunky thì mọi người có thể mua qua những trang thương mại điện tử này, và Helen sẽ để tiền cho mọi người, Helen sẽ để cái link ở ngay dưới video này nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.